Trời ơi, ca ơi, sao con lại ca
Thôi cám ít nữa, hù hết sức bố mẹ rồi. Rồi đi xuống đây đi. Hừ hết sếp bố mẹ rồi. Không biết có còn đi được nữa không. À hai đứa đi. Bà cam sếp rồi mà mẹ mẹ nói mà không nghe cái gì đó nhờ. Cứ nghịch nữa. Cá. Ồ hừ lắm rồi. Đây cá mít nữa đi đây. Trời ơi. Đây này. Hừ hết sếp bố mẹ rồi. Đây rồi chứ. Cám thì mà hư hết cả răng đi. À, ca đi lại đây, lại đây. Nằm lên đây. Nằm lên đây, mẹ cho xem. Nằm xuống. Răng này, răng thì được vài cái đó. Hả? Rụng rồi sắp lên rồi đó này. Đó. Mà hôm nay bài đặt cắn. Ừ. Đó, mít, mít nữa. Hả? Hư quá thôi, mẹ phải phạt thôi. Đứng đầu nhỉ? Đây, đứng ở đây, đứng lên. Hư thẳng chứ không. Bây giờ chỉ có chó mèo mới cắn chứ. Cắn hư hết dép của mẹ rồi. Nghịch quá rồi. Nay lại thêm em mít nữa. Hư dép mẹ rồi này. Mẹ bảo là khoanh. Mẹ bảo khoanh tay mà đi lại khoanh tay giấu em mít đi. Đi. Hư quá hay thôi. Đứng lên. Đứng lên. Nào. Rồi khoanh tay lại. Em mít khoanh tay lại. Không nghịch nữa. À đứng thẳng lên đi. Mẹ mà mai mà lúc giờ thế này chắc là vẫn đang còn đi được hay sao á. Mẹ mà vô mẹ mà vào chậm một tí là chắc là không có dép mà đi luôn. Cắn phải hư hết răng đi chứ. Có phải là đồ ăn đâu. Này hư dép mẹ thế này. Cái gì? Hả? À, bây giờ con mà cắn hư con có tiền mua con đền dép cho mẹ không? Nào, mẹ đang phạt mà. Đứng lên. Ca, đứng lên. Khoanh tay giống nhau, khoanh tay giống em mít đi. Rồi, đứng yên đây nha. Bây giờ đứng yên đây. Ca. Đứng khoanh tay, khi nào mẹ tha thì mới được rời đi. Khoanh tay lại. Khi nào mẹ tha thì mới được rời khỏi đi mà. Mà nhá, rõ ràng là cái dép này. Thôi được rồi, đi lại đây mít. Cả mít nữa, cả các ca nữa. Đi đây, ca ở đây. Mít ở đây. Đây. Ừ. Đây. Rồi, ngồi yên đây nha. Đến mẹ sửa xem có sửa được không này. Sao là đừng có cắn lung tung nữa. Hư răng đi chứ được cái gì. Răng thì răng á. Không lâu rồi lại rụng. Bây giờ dưới dép này mà hư thì ai. Ai đến dép mẹ đây. Tiền đâu mà mua dép mới đây. Ca có tiền không. Ca có tiền mua dép mới cho mẹ không. Đi được đấy.
Xét này bay không được cắn nữa nha. Nhớ chưa? May mà còn đi được. Vào chậm một tí là chắc là mất xếp. Đi, cắn đây, đi ngủ. Đi ngủ, mẹ cho hai đứa, đi ngủ. Mẹ bảo là không được nắm vào em này mà. Rồi. Ca vào đi ca. Đi ngủ đi, mít ngủ đi. Mít ngủ đi này. Vớt nhẹ cái là ngủ liền. Ca làm sao ngủ? Ca làm sao ngủ? Hả? Trời. Nào, mít nào. Thôi, để như thế này. Mít.